nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Sáng nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông tổ chức họp thông qua đề án thực hiện sắp xếp 6 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch, huyện Tam Nông tiến hành sáp nhập 6 xã không đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số thành 3 xã mới. Trong đó, xã Hương Nộn và thị trấn Hưng Hóa sáp nhập lấy tên thị trấn Tam Nông, sáp nhập 2 xã Quang Húc, Tể Lễ lấy tên xã Đống Đa, sáp nhập 2 xã Hiền Quan, Thanh Uyên lấy tên xã Hòa Bình. Sau sáp nhập, số đơn vị hành chính trên địa bàn huyện sẽ giảm từ 12 đơn vị xuống còn 9 đơn vị hành chính. Đến nay, huyện Tam Nông đã hoàn thành xong các bước rà soát về số nhân khẩu, địa giới hành chính, lịch sử hình thành, điều kiện sinh hoạt, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Để thực hiện tốt đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông yêu cầu việc triển khai thực hiện đề án sáp nhập cần đảm bảo chặt chẽ, thực hiện đầy đủ theo quy trình, quy định của chính phủ, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch, đạt sự đồng thuận cao. Các xã trong diện sáp nhập tổ chức họp Hội đồng Nhân dân thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã xong trước tháng 7 tới.